tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôm. Ngày hôm nay Nhật An đã có mặt tại Thuận An, Bình Dương để ghé thăm công trình của anh Hoàng Đình Thảo, là một khách hàng của Mắt Hôm. Và hiện tại thì công trình đang trong quá trình thi công. Vậy thì công trình của nhà anh Thảo đang thi công đến giai đoạn nào? Hãy cùng theo chân Nhật An nhé. Qua một vài lời giới thiệu của một số người bạn của Khánh Phương thì Khánh Phương đã tình cờ đến với trang thiết bị nội thất của Mắt Hôm. Và sau một khoảng thời gian sử dụng thì Khánh Phương cảm thấy là nội thất ở đây rất là tốt, chất lượng và cảm giác như là độ bền nó rất là cao, và đặc biệt là giá cả rất là phải chăng và phù hợp, cho nên là Khánh Phương cảm thấy rất là hài lòng về những cái trang thiết bị nội thất của Mắt Hôm. Mắt Hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôm luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôm, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôm qua số hotline 096-445-8888 hoặc 0828-133-333. Mắt Hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Và đây chính là hình ảnh của công trình của anh Hoàng Đình Thảo, và như quý vị thấy là đây sẽ là một công trình 2 tầng với thiết kế mái Nhật phong cách tân cổ điển. Thì đây cũng là một công trình rất là đồ sộ quý vị ơi, em cũng xin chia sẻ một chút xíu về kích thước của nó cho quý vị nhé. Kích thước của căn nhà đó là chiều dài là 20,8m, chiều rộng là 11,1m và tổng diện tích sử dụng ăn tính của cả hai tầng là rơi vào tầm khoảng 290m2. Đây diện tích ăn chưa tính tầng hầm nhé. Với căn nhà này cái điểm đặc biệt là sẽ có một cái tầng hầm ở bên dưới nữa. Với chiều cao thì từ cót trong không lên đến đỉnh mái là 11,5m, sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 4,2m, sàn tầng 2 lên đến sàn mái là 3,9m. Và như quý vị có thể thấy trên vẽ 3D này thì phong cách tân cổ điển rất là rõ nét, ví dụ là có những kiến trúc vòm nè, rồi có những cái thức cột, ví dụ là thức cột Doric nè, rất là nhiều đường kẻ chỉ, hoặc là lan can sắt nghệ thuật được thiết kế vô cùng cầu kỳ. Chắc chắn là sau khi công trình đã hoàn thiện xong thì đây cũng sẽ là một công trình cực kỳ ấn tượng luôn nhé. Và phía bên tay trái của Nhật An đây chính là công trình thực tế của nhà anh Thảo hiện tại đang trong quá trình thi công. Và như quý vị có thể thấy là đây là công trình rất là đồ sộ luôn quý vị ha. Nhìn từ đây thôi là ta thấy là nó rất là rộng rãi và thoải mái luôn rồi. Sau này thì theo chia sẻ của gia chủ là sau khi anh xây dựng công trình chính ở khu vực này xong thì những khu vực xung quanh thì anh sẽ làm tiểu sảnh nè, sân vườn nè, thậm chí có chòi nghỉ nữa. Thì chắc chắn đây cũng sẽ là khu vực rất là lý tưởng luôn. Và với thiết kế của căn nhà này, với cái đặc trưng của nó đó chính là có thêm tầng hầm, cho nên là cái không gian mà quý vị đang thấy á, thật sự nha, là sau này ở trên tầng 1 á, cái sàn chúng ta là cao lên tới trên đây luôn lận đó, đó quý vị, rất là cao luôn, cho nên là chúng ta cũng không lo ngại vấn đề ngập nước mưa hay như thế nào hết. Và thi công tầng hầm ở bên dưới thì nó cũng sẽ có một số điểm khác biệt so với những khu vực khác. Vậy thì hiện tại đang được thi công như thế nào, hãy cùng theo chân An tiến xuống và chúng ta sẽ quan sát nhé. Và đây chính là khu vực tầng hầm của căn nhà của anh Thảo. Và như quý vị có thể thấy là hiện tại thì chúng tôi đã xây cái phần tường bao xung quanh cái phần tầng hầm hết rồi này quý vị ha. Và tầng hầm này thì cái mục đích của nó có lẽ là anh nghĩ là lớn nhất đó chính là để mà chúng ta đậu xe, đúng không nè, để có một cái không gian thoải mái hơn cho gia chủ. Thay vì việc mà chúng ta, ví dụ nếu mà chúng ta có quá nhiều xe thì quý vị phải làm một cái gara xe ở trên nhà thì nó chiếm một phần diện tích nhà. Hoặc là quý vị chúng ta để ngoài sân luôn, chúng ta làm một cái giống như là cái nhà xe thì nó lại cũng chiếm diện tích sân của chúng ta. Thay vì vậy thì quý vị thiết kế luôn một không gian tầng hầm rất là rộng như thế này thì anh nghĩ đây cũng là lựa chọn của nhiều gia đình, đúng không nào. Và với cái việc thiết kế tầng hầm thì một những cái yếu tố quý vị cần phải quan tâm đó là gì? Thứ nhất là chúng ta phải tính toán về phần móng ở bên dưới nữa. Tức là một cái công trình đồ sộ thế này thì phần móng, đặc biệt là dưới tầng hầm, thì phần móng nên lựa chọn là loại móng nào. Thứ hai là đó, như quý vị thấy là phần tường bao xung quanh phải thật sự chắc chắn, đảm bảo. Thứ nhất là nó sẽ không có thấm nước nè,
ví dụ là những cái ngày trời mưa như thế nào đó thì cái tầng hầm chúng ta không có bị ngập nước, thì đó cũng là cái yếu tố rất cần quan tâm. Và với khu vực hầm rất là rộng rãi như thế này thì sau này chúng ta còn sẽ thiết kế thêm, như bạn vẽ quý vị thấy là có khu vực nhà vệ sinh, có một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ dưới khu vực tầng hầm này, cũng như sẽ có một cái bậc thang để mà chúng ta di chuyển lên trên tầng 1 của căn nhà. Và tuy là hiện tại là chúng ta chưa định hình được về tầng 1 của căn nhà như thế nào, nhưng An cũng xin chia sẻ quý vị luôn, đó chính là ở không gian của tầng 1 ha, thì chúng tôi sẽ bố trí là có phòng khách, phòng bếp ăn, rồi một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Tiến lên tầng 2 thì chúng ta sẽ bố trí là khu vực phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Đó chính là về công năng của căn nhà này. Và với việc thiết kế hầm rất là to như thế này thì chắc chắn là cũng sẽ có những yêu cầu kỹ thuật cũng như là đội ngũ nhân công nhất định. Vậy thì cụ thể là như thế nào đây? Hãy cùng Nhật An trò chuyện với giám sát thi công của công trình để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về công trình nhà Thảo nhé. Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bên cạnh Nhật An đây chính là anh Phương, là giám sát thi công của công trình của nhà anh Thảo. Và nơi ngày hôm nay em sẽ đại diện tất cả quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mắt Hôm. Em xin phỏng vấn một số câu hỏi anh nhé. Yeah. Đầu tiên thì em không biết là công trình của nhà anh Thảo là mình đã khởi công từ ngày nào và hiện tại đang đến giai đoạn nào vậy anh? Nhà anh Thảo thì khởi công từ ngày 20 tháng 6. Thì bây giờ đang đến giai đoạn là chống thấm hồng vách hầm ở ngoài, lắp đất với lại đóng cốt pha sàn tầng trệt. Yeah. Tầng 1 ạ. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy thì với cái giai đoạn như thế này thì không biết là một ngày thì trung bình mình cần khoảng bao nhiêu thợ thầy vậy? Dạ, khoảng 12 đến 15 người là vừa. Yeah. À, 12 đến 15 người. Dạ. Yeah. Và cái ngôi nhà này thì em thấy là một thiết kế cũng khá đặc biệt, đó chính là có thêm tầng hầm. Yeah. Vậy thì cái việc mà chúng ta thi công tầng hầm á, nó có đòi hỏi những cái yêu cầu gì cũng như có những cái gì khó khăn hơn so với khu vực khác không? Dạ, yeah, ở đây thì nó cũng đỡ hơn ít mấy khu vực khác là nó đỡ ngập nước. Nhưng mà tầng hầm thì thi công nó khó hơn ở bình thường vì phải chống thấm đồ này kia, với lại đổ vách tầng hầm nó phải cần phải kỹ càng chứ không là nó dễ bị bung vách đồ này kia về cốt pha ấy. Tức là mình phải đảm bảo nó sự đúng chắc rồi. Chắn chắc chắn rồi mình mới đổ bê tông được. Dạ, dạ. Vì sau này là xung quanh là đất thôi. Đúng dạ không? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì với công trình mà thiết kế tầng hầm như thế này thì không biết là mình đã lựa chọn cái loại móng gì để thi công cho nhà của anh Thảo vậy? Nhà của anh Thảo đây thì sử dụng loại móng bè. Vì nhà anh Thảo đất ở đây là đất sỏi, nó cứng, cho nên mình sử dụng loại móng bè cho nền tầng hầm, vách tầng hầm ở dưới này luôn. Dạ. Dạ. Vậy thì sau khi mà chúng ta thi công xong tầng hầm thì giai đoạn tiếp theo là mình sẽ triển khai cái gì vậy? Giai đoạn tiếp theo thì em đang làm ở đây là em đóng sàn tầng 1. Đang đóng cốt pha, chuẩn bị lần sắt thép. Dạ. Dạ, vì ngày hôm nay em rất là cảm ơn anh đã dành ít thời gian chia sẻ với tất cả quý vị, và phòng lần sau chia sẻ của anh thì quý vị đã hiểu rõ hơn công trình rất là đặc biệt này nhé. Dạ. Vậy là Nhật An vừa dẫn tất cả quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Thảo ở Thuận An, Bình Dương. Một công trình đang thi công hầm rất là đặc biệt, một công trình phải nói là rất là khác so với nhiều công trình khác mà Nhật An từng giới thiệu đúng không nào? Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì đừng ngại liên hệ ngay với Mắt Hôm qua những số hotline 0964588888, 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mắc Hôm với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Màng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mắc Hôm, chọn sơn Mắc Hôm.